21 tháng 8 2024. Đi chơi nữa, bây giờ mình đi. Mẹ mày cười đi nè, cười đi nè. Hôm nay đi ăn cơm. Quá nhiều những cái nhà đẹp quá là đẹp. Úi giời ơi, đẹp quá. Ở đây là hồ Bass. Bass Lake. Bass là đây nè, đẹp không nè. Bass là một con loại con cá. Không biết miền Nam gọi là gì ha. Chắc bên Việt Nam không có đâu. Hồ dưới đó đó. Hồ dưới đó đó. Có vài những cái căn nhà xoàng mà rất nhiều căn nhà rất là đắt tiền. Đây hồ đây. Cô tối qua mình đi thuyền đó. Đi thuyền đây con nè. Đó, tối qua đi thuyền ở đây nè. Mình chỉ đi chơi ở đây thôi chứ đâu phải nhà mình ở đây. Việt Nam lúc nào có ở trong trái tim của mình. Đi đâu cũng Việt Nam. Đây hồ đây. Gì đây? Họ làm gì đây? Đây có rất nhiều đá xây cất. Chắc những cái thằng triệu phú nào nó mua miếng đất. Nó xây cái căn nhà mấy triệu nó. Đây này, tao qua đi một chỗ nó. Thì đến chơi đó con nhà. Không, họ ở chứ. Đây là những cái căn nhà mấy triệu đồng, căn nhà tư nhân đó chứ. Đây là nhà này, đẹp không? Đây là nhà này, đẹp không? Hồ, không phải là sông, hồ. Ông hồ nợ này ông muốn chết rồi, muốn chết rồi. Đứng ngay. Thấy người ở đông mà sao? Bác này đi chơi cho mày này, đi về cho con ở đây còn có hồ bơi nữa. Mắc cười dễ sợ. Có sông đâu còn đi làm hồ bơi. Ừ, còn khách sạn. Đây, những cái nhà này, cái nhà này thấy xoài. Nhiều cái nhà đẹp dễ sợ nha. Úi giời ơi, mấy triệu đồng rồi. Nhiều lần á, ở trong nước Mỹ á, họ mua những cái căn nhà rất là nhỏ, có nhà sập sệ. Sau đó người ta phá nó đi để cho họ xây những cái căn nhà, không phải căn nhà mà gọi là dinh, tiếng Anh gọi là mansion, multi-million dollar mansion, những cái căn nhà mấy triệu đồng. 2 triệu, 3 triệu đồng. Đến rồi đi chơi rồi. Để cho mùa hè họ tới, hay là mùa đông họ tới, họ nghỉ mát. Bởi vì
mùa đông ở những cái tiểu bang khác như là Minnesota hay là Alaska hay là Chicago, New York, họ lạnh quá, họ muốn trốn thoát cái đó, trốn thoát cái về đây cho chơi. Ở đây căn nhà số 2 hay là nhà số 3 người ta nhiều người nữa, nhiều người họ giàu không thể tưởng tượng, họ có nhiều tiền quá, họ không biết làm cái gì. Trong khi mua ở đây thì nó rẻ con đâu. Thôi cho mẹ nói lại á, không có rẻ đâu. Bây giờ nhiều người có gì, nhiều người họ muốn mua cái căn nhà đấy thì cái giá thì nó lúc nào nó cũng đắt. Nhu cầu có nhu cầu. Nhà chả có ai ở hết con nhà. Đường 222. Mọi người những cái con đường đó nó lạ lắm. 742 đường 222 này kia. Lát nữa đi sông, đi vòng hết cái hồ này. Nó có những cái con đường nó đi vòng hết cái hồ này. À, ở đây nhiều quá. Thế này chứ họ đi xuống, họ đi xuống đây họ đi tắm chơi. Tắm biển, họ tắm hồ, không có, nó là không có sông, nó là chỉ hồ thôi. Cái này nó hơi giống cái núi quỷ gần nhà mình. Mount Diablo dịch ra là núi quỷ. Mình đây. Đi chơi đâu hả con? Chơi đây thôi. Mình đi loanh quanh ở đây thôi. Thích ghê á, tao qua lái thuyền, thích ghê á. Lái thuyền cho 2 tiếng. Đó, chắc cái đó là cũng thuê giống Ebon mình tuần qua đó. Rồi, cảm ơn trời. Cuộc đời sung sướng quá. Chỉ cứ biết cảm ơn trời thôi. Không có chiến tranh, không có cộng sản, không có độc tài. Ở trong một cái nước tự do, tư bản, tự do, buôn bán, chịu khó làm việc, thành công. Không có lừa gạt, không có cướp bóc, không có gian lận là thành công. Đó là tư bản. Không có một cái xã hội nào mà tốt hơn một xã hội tư bản. Còn ở dưới chế độ cộng sản là làm việc cực mà cuối cùng chả được cái con mẹ gì hết. Thằng cộng sản ở Bắc Kinh, ở Hà Nội, ở Bắc Hàn nó lấy hết, nó lấy hết xong nó mua căn nhà ở California. Nó lấy cướp tiền của người nhân dân sao cái nó mua nhà cửa ở California, Texas, Úc, Âu Châu. Đó là mặt thật của bọn khốn khổ, khốn nạn cộng sản. Toàn là nói xạo, cướp bóc, đồ mất dạy. Đồ cộng sản là đồ mất dạy. Này, tới đây ăn cơm. Ăn cơm mà con.